con nha. Ủa mặt con kìa. Ai vậy? Đúng rồi. Ai vậy? Đi, đi Tâm ơi. Đi. Trời bé không sợ luôn kìa. Hả? Bắt đi, họ kêu bắt đi. Bắt đi luôn anh. Cái người ở đây nhiều người đây cũng thấy à. Nói chung là trưa cũng đông lắm. À, lúc này bắt cũng đông lắm. Ủa sao lấy ra được vậy hai? Nó không sai. Thì nói chung cái mần cũng không có thời gian rồi cho nên mệt, nó nghỉ buổi sáng cái mình đi câu, đi câu lương á, tình cờ bắt được đó. Thường á nếu mà câu cá làm câu bên bè, còn lương này kia mình đi vòng vòng mấy cái đồng mình nè, đồng trống mình nè. Thì trước giờ em cũng câu lương câu hết vậy đó. Nhưng mà thường thì mấy con lương bình thường của mình thôi chứ không có lương như vậy. Thôi con lương này không? Có anh. Trong đây hả? Dạ. Có con cũng cả ký, có con 700-800 ngàn có. Con này mình câu mình có cân gì ạ? Chưa anh, con này em chưa cân. À, mình có đoán được bao nhiêu không? Con này em độ khoảng 400 gram anh.